nó cũng như cái thằng Civic vậy anh Tiến. Để quên lộn, nó cũng giống như thằng BM á, thằng này hiện tại là thằng Civic nha các bạn. Trong khi em đi đường Hóc Môn về á anh Tý, dục cái giò luôn mà nói nó nhẹ. Nhẹ là nhẹ làm sao? Mà được cái này theo em cảm nhận á, là mình không có cần phải gà sát con vô, mình vô số. Hình như hay sao em cũng không biết. Có công nghệ á tao. Công nghệ gì anh Tý? Công nghệ gì có Honda á. Lớn lắm á. Tại vì mình chạy hướng này mà đằng xa kia ta cầm cây cầm ghế á là biết là lớn, xe này lớn, xe này ok kìa. Từ hồi đi xe này về cái xong em đi xe máy vô đường đeo khẩu trang không à, có thể làm chùm mà luôn, nó khủng khiếp lắm. Một cái con xe cầu trước nhiêu mã, 300 mấy không, 300 mấy á, 300 mấy mã mà giờ nhiêu mã thì không biết, nó mạnh kinh khủng, nó khủng ghê.
với em lấy con này luôn rồi. Mà mặc dù anh không chịu rồi. Ủa cứ giống nhân viên của mình đi. Tôi phải không vậy? Giờ này 11 giờ đâu lung tung beng tiệm làm chuẩn là 7-8 giờ mà sau giờ này chỉ là tròn Việt Nam thôi, chắc chắn là nó đi đâu đó rồi. Chứ anh em ra tiệm lúc nào thì cũng có thôi. Mà có thể đóng, có thể mở chứ không phải là lúc nào cũng có ấy. Là một đoạn nó cũng như cái thằng Civic vậy anh Tiến. Ê quên lộn, nó cũng giống như thằng BM á. Thằng này hiện tại là thằng Civic nha các bạn. Không được phụ huynh không cho phép. Lớn lắm em nghe nè. Chửi thấy không? Nghe tiếng ở ngoài nó chửi luôn đó anh Tiến. Tiếng phụ huynh luôn á. Sao mình review một tí. Clip sao ha? Ok, clip này là cái bước khởi đầu
một cái gì đó trong ngày cho anh em biết được là một ngày đi vlog của Tú với anh Sang như thế nào. Ok, lên từ quá tìm edit kỹ về cắt đầu cắt đuôi xuất đăng luôn. Đăng khúc giữa rồi. Đăng khúc bị quên á. Phơi nắng tần số có nóng không tèo? Không, số này nó sao họ phải nói chạy xe nóng như là phơi buổi nắng tần số nóng ta? Chưa cảm thấy nó nóng khi nào luôn á, tại chạy buổi tối á. Thì mà buổi tính luôn. Ủa mày bữa chìa khóa tiệm em giữ ta? Không biết luôn á tèo, anh giữ một cái nè. Anh giữ tài cái. Giữ cái nè. Thì bữa là anh đi Đà Lạt đúng không? À. Là thằng Gián nó không có chìa khóa vô, nó mượn chìa khóa em đúng không? À. Đúng không? Không, là chìa khóa của Gián, là bữa anh lấy con Gián á. Chìa khóa em đâu chạy? Chìa khóa ở tiệm đâu mày? Chắc bữa tiệm mình mở ra là nhờ chìa khóa em đó. Để đâu rồi, không biết thôi. Nói chung thì tiệm để đó, nhiều khi nửa đêm ta cần giữ xe sao anh thấy. Đúng rồi, tự để chìa khóa đó rồi lấy gì? Mình phục vụ tận tình mà khách hàng là thượng đế mà. Sao chạy? Tốt ha. Xe này quẹo tiệm được không? Được chứ. Chắc không? Chắc chứ. Chắc nha. Lá tí lơ cho em á. Ok lắm á. Đồ nó đợi lâu lắm ở nhà anh tí. Thậm chí lâu còn mắc. Cái clip trước hơi ăn vàng á, nên anh em chịu khó chạy xe này phải lên xéo quá. Không mà nó cà mò. À, gần gần á. Ôi kinh nghiệm lắm rồi. Cứng ngắc. Ngoài này đi đâu mà bỏ tiệm luôn ta. Tí dọn giùm em cái được. Ok, đâu lại đi tao. Thậm chí xe người ta thôi thôi mình đậu sát máy. Giờ mình đậu giữa đường luôn. Cấn nằm sao anh tí? Sao tèo móc sớm vậy? Vô cái đầu luôn. Vô đầu cho dễ. Rác về ra hả? Rác về ra cho dễ hơn cái nào. Kìa. Ok. Lấy lại chỗ mé sát mé ngoài kia tèo cho dễ vô. Xe kìa. Triển khai đi. Triển khai đi. Gì? Rửa xe tận tâm. Tâm vô tới chỗ đứng ngó không. Vui rồi, vui lắm á. Vui á. Chôn. Chôn 2. Làm 2. Đây anh em.
bình thường xe này trên Sài Gòn không có dơ, mà đi dưới quê em vô nhà em cái em tí quét giùm em lớp bụi coi thử coi chơi vui. Đó, một vòng thôi á. Rồi chạy rồi đó. Vòng thôi là bụi kinh khủng. Mấy cái này thì mình sẽ gửi cái gói gọi là siêu nhanh. Không à, siêu VIP. Siêu VIP à? Ừ, 2 tiếng rưỡi gấp gói ngoài giữa. Siêu VIP mà có nhanh không? Không nha, 2 tiếng rưỡi. Ok, clip này có thể là 3 tháng sau ra nha anh em. Em chờ đi thầy thử. Chào ra. Cái bài tài tới gặp lại. Xe này có đề máy từ sao anh trai? Có hai nút, không biết cái nào đề máy. Có nút hai nút là không có đề máy rồi đó. Đó là dồi luôn. Trời đất ơi, tự nhiên cái tôi tỉnh xe đèn luôn. Nào biết làm nha. Trai bấm lại, bấm nút khóa giữ lên đó. Em đang giữ nè. Vậy xe này dường như có hạ xuống thôi chứ nó không có bật lên tèo ơi. Chỉ gạch không? Nè cầm đi vô lấy khăn. Cho luôn. Cái này mình gạnh xe này lắm á. Tại vì anh kêu nổ máy từ xa nên mình bấm thử rồi chứ mình đâu biết. Cái này là phải có thằng kia nọ suối thì mới được chứ đâu như không làm. Tôi không biết á nghe, tôi không biết á nghe. Cuộc sống à. Không ai hoàn hảo đâu. Không ai hoàn hảo hết trơn. Mình lỡ hạ ký xuống hết rồi mình lên ký lại. Anh em thấy không? Có nước nè. Mình đang chơi vui vậy? Được. Hả? Ờ, chơi vui vậy? Chơi hạ kiến. Chùi đi. Đúng rồi, chùi đi em. Chùi. Mới có mặt trời trên đỉnh đầu chứ mấy. Vô. Em trai. Mời anh trai nha. Quá trời 2.000. Ờ cho 2.000 mừng quá trời. Rồi lên. Chưa từng thấy cái clip nào chùi kiến xe không hết gần 3 phút clip mẹ. Ok, let's go. Xéo lên. Rồi dịch, đạp rồi. Dịch, dịch à, theo ơi. Quen lắm mới hết dịch. Thấy nãy, theo chạy ngọt á. Tại vì em chạy được 2 ngày rồi. Anh tí mới lên. Xăng nè. Tắt máy luôn á. Về mò lại, nhấn vô đi. Đây xin nha. Rồi, vô số thủ trước. Đi, đúng đi. Thắng lại đi. Đó, anh vòng bên đây qua hả? Anh vòng ở ngoài cùng á. Mà xe này đặc biệt không có bê nha anh em. Nó chỉ gài thân tay thôi á. Hay bữa chụp hình á. Ừ. Cái VN là tưởng đâu nó bê luôn. Nó cũng đâu bê đâu. Ủa vậy giờ bê chưa? Thân tay là được. Ờ mà. Đổ đây bình nè. Nãy nói nhiều. Nhiều mốt. Nhiều 350. Rồi. Thì đây là cái vlog chuẩn bị cho một cái xe này của anh em mình. Thì anh em muốn coi cái clip review chiếc này thì anh em vào cái clip thứ hai hả? Đúng rồi. Ok, bây giờ sẽ up cái clip này cho anh em coi trước. Bye bye và hẹn gặp lại mọi người ở clip sau nha. Bye bye.